Cũng trong sáng nay, Biên phòng Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng phối hợp với quận Hải Châu tổ chức tuyên truyền biển đảo và tặng quà cho ngư dân đánh bắt hải sản xa bờ nhân dịp đầu năm nhâm dần 2022. Tại buổi tặng quà Tết đầu năm cho 40 người dân đánh bắt xa bờ, biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng còn tuyên truyền các quy định của Ủy ban châu Âu về cấm khai thác hải sản trái phép, không báo cáo và không được quản lý. Thông báo tình trạng Việt Nam đang bị Ủy ban châu Âu phạt thẻ vàng từ năm 2017 và có nguy cơ nâng lên thành thẻ đỏ do vi phạm các quy định về khai thác hải sản trái phép ở các vùng biển nước ngoài. Thông báo hướng dẫn các vùng biển của Việt Nam để ngư dân khai thác thủy sản đúng tuyến. Triển khai Luật Thủy sản và Nghị định 42 năm 2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, đồng thời nêu các giải pháp giúp bà con ngư dân khai thác hải sản đúng tuyến, đúng quy định và không vi phạm pháp luật.